Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, mở đầu là phần sổ tay y học sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách sơ cứu tai nạn bỏng và cách xây dựng tủ thuốc tại nhà một cách khoa học. Nội dung trong phần hỏi đáp y tế sẽ là những lưu ý để phòng tránh bệnh viêm phổi ở trẻ trong mùa hè. Câu chuyện y tế cuối chương trình hôm nay sẽ kể cho quý vị và các bạn về những người tiêm mũi vaccine phòng COVID đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên, để qua đó các bạn có thể yên tâm về sự an toàn của loại vaccine mới này. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Bỏng là tai nạn thường gặp trong đời sống sinh hoạt và lao động, có thể gặp cả ở người lớn và trẻ em. Bỏng không những gây ảnh hưởng tổn hại trước mắt tới sức khỏe mà còn để lại những hậu quả lâu dài. Việc xử trí đúng ngay sau khi bị bỏng sẽ làm giảm diện tích, độ sâu của bỏng và làm diễn tiến của bệnh nhẹ hơn, giảm tỷ lệ tử vong và hạn chế di chứng. Do đó, ngoài việc nâng cao ý thức phòng tránh xảy ra bỏng, mỗi người dân cần trang bị những kiến thức xử trí ban đầu với bệnh nhân bỏng để giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế những hậu quả khi xử lý sai cách. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hướng dẫn sơ cứu tai nạn bỏng do cử nhân điều dưỡng Trần Thị Thủy, khoa chấn thương chỉnh hình và bỏng Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên thực hiện. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các quý vị cách sơ cứu bỏng. Rất nhiều những trường hợp xảy ra bỏng có thể là bỏng nước sôi, bỏng mỡ, bỏng hóa chất, bỏng điện. Cách sơ cứu bỏng thì cũng hết sức là quan trọng vì di chứng của bỏng nó để tổn thương lại rất nặng nề. Nên hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách sơ cứu cơ bản nhất của những bệnh nhân bị bỏng. Ví dụ như chúng ta bị bỏng nước sôi thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải ngâm vị trí bỏng vào chậu thau nước lạnh. Có thể là thời tiết lạnh thì chúng ta không cần phải cho nước đá vào, nhưng mà nếu mà thời tiết mà nóng chúng ta có thể hòa nước đá cho bệnh nhân ngâm. Tuyệt đối là không chườm đá trực tiếp lên vị trí bỏng vì lúc đó nó vô hình dung là chúng ta từ bỏng nóng mà chúng ta lại chuyển sang thành bỏng lạnh. Cái lỗ độ bỏng nó sẽ sâu hơn rất nhiều. Chúng ta lưu ý là tuyệt đối ở nhà chúng ta không nên đổ nước mắm, kem đánh răng và nhựa xương rồng bôi lên bỏng. Chúng ta chỉ có một phương pháp duy nhất là chúng ta ngâm vào nước lạnh 15 đến 20 phút để sơ cứu. Sau đó chúng ta mới vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế thì cái ngâm cái độ bỏng nó đã giảm đi được rất nhiều. Chúng ta bị bỏng hóa chất đấy ạ, thì chúng ta cũng phải gì xả dưới vòi nước, nhưng cố gắng là đừng xả trực tiếp lên vị trí bỏng. Xả dưới vòi nước nhưng không để trực tiếp như nào. Ví dụ tôi hướng dẫn để bỏng hóa chất axit, vị trí bỏng là có thể là mu bàn tay này, nhưng cũng xa xả nước, vị trí ở đây là bỏng thì nhưng chúng ta không bao giờ xả nước dưới vị trí ấy. Đó, ta phải tránh như vậy. Vì sao? Cái khi này nó đã tổn thương rồi, mình xả vòi nước mạnh thì lại gây tổn thương thêm. Chúng ta có thể xả bên cạnh cái vị trí để nó trôi cái hóa chất đi. Với bỏng điện khi tiếp xúc thì chúng ta phải tìm cách là ngắt nguồn điện trước hết với sơ cứu ạ. Chúng phải tìm một cách là an toàn cho nạn nhân và an toàn cho chính người cứu. Chúng ta phải là ngắt nguồn điện, sau đó chúng ta sẽ vận chuyển. Bỏng điện thì thường nó không có diện nhiều, ít nước diện rộng là chúng ta phải xử trí bằng cách ngâm nước và chúng ta phải vận chuyển đến cơ sở y tế càng nhanh càng tốt. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tật tai nạn là điều không ai mong muốn, nhưng nó thường xảy đến bất ngờ đối với chúng ta. Vì vậy mỗi gia đình cần xây dựng tủ thuốc riêng để thuận tiện khi sử dụng, đặc biệt là gia đình có người già và trẻ nhỏ. Tủ thuốc sẽ rất hữu ích trong trường hợp cần sơ cấp cứu ban đầu, tránh được những diễn biến xấu của bệnh. Ngay sau đây, y sĩ Tạ Thị Luận ở xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ sẽ hướng dẫn xây dựng tủ thuốc gia đình một cách khoa học nhất. Xin chào tất cả các bạn. Trong mỗi gia đình chúng ta thì nên trang bị cho mình một tủ thuốc cá nhân. Sau đây tôi xin giới thiệu với tất cả các bạn tủ thuốc của gia đình nhà mình cần những cái loại thuốc thiết yếu như thế nào. Thứ nhất là chúng ta sẽ trang bị một cái tủ bé bé, chiều rộng thì là 35 mà chiều dài thì 40 cm, thì chúng ta sẽ treo ở cái không gian tiện nhất ở trong gia đình nhà mình. Không thể thiếu được là ở trong cái tủ thuốc thì chúng ta cần sắp xếp tất cả các cái loại thuốc. Chúng ta sẽ trang bị một cái nọ Bepirin này, khi mà đau bụng đi ngoài thì chúng ta uống Bepirin này, nên mua độ 5-10 gói. Thì Smecta hoặc là Bionac Tomin này này, đây là để dùng uống kèm với cả Bepirin để đỡ đau bụng đi ngoài. Tiếp theo là chúng ta sẽ trang bị một nọ sát khuẩn. Khi mà bị sứt chân hoặc là sứt tay trong gia đình chúng ta, hay là làm việc nội trợ ở bếp ấy, thì hay bị sứt chân sứt tay, thì chúng ta sẽ trang bị luôn một cái nọ sát khuẩn này. Thì bên cạnh cái nọ sát khuẩn này thì chúng ta sẽ có bông băng và gạc này, băng vết thương mà để cho nó lành, đỡ bị nhiễm khuẩn. Không thể thiếu là ở trong gia đình thì chúng ta sẽ trang bị một cái hộp Effe nước gang này, hoặc là paracetamol. Đối với người lớn lại hàm lượng 500 mg, còn với trẻ em thì là chúng ta ví dụ nhà nào mà có trẻ em ấy, thì chúng ta nên trang bị cái hộp Hapacol hàm lượng 250 hoặc là 150 mg hoặc là 80 mg, tùy từng cái độ tuổi trẻ. Nó có tác dụng
giảm đau hạ sốt. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên trang bị cho gia đình nhà mình một cái hộp gọi là Salon Pass hoặc là Ecosip, để ví dụ như là mình bị va vập sẽ dán ở bên bề ngoài của vết đau bầm tím đấy. Một cái nữa là chúng ta sẽ mua nước muối sinh lý, tức là cái nước muối Nani Cano là chúng ta sẽ dùng vào để nhỏ mắt hoặc là nhỏ mũi cho trẻ, hoặc là người lớn ví dụ mà đi bụi bặm chúng ta cũng có thể là sử dụng. Tiếp theo thì trong gia đình nhà mình thì chúng ta cũng nên trang bị một lọ dầu gió này. Khi mà mình bị đau đầu hoặc là mình bị va vập bầm tím ấy, thì mình xoa vào. Những gia đình mà có trẻ em ấy, thì chúng ta cũng nên chuẩn bị trang bị cho mình một cái cặp nhiệt kế. Khi mà cháu mà có sốt đi, có biểu hiện sốt đi thì là các ông bố bà mẹ sẽ lấy nhiệt kế ra và đo cho các cháu. Khuyến cáo tất cả các hộ gia đình mà khi mà có người già thì là chúng ta sẽ nên trang bị cho gia đình nhà mình một cái máy đo huyết áp, thường xuyên là đo vào các buổi sáng để biết được các thông số huyết áp cho các ông các bà mình trong gia đình. Lưu ý để bảo quản cho cái tủ thuốc thì tốt nhất là tủ thuốc của mình thì mình nên treo ở cái chỗ cao ráo thoáng mát, tránh xa tầm tay của trẻ em. Và khi mà chúng ta sử dụng thuốc mà nó có bị dây rớt thuốc ra tủ thì chúng ta sẽ lau chùi sạch sẽ. Trước khi chúng ta sử dụng thuốc thì chúng ta nên đọc kỹ các cái hướng dẫn sử dụng ở trong từng hộp thuốc. Thuốc mà đã hết hạn sử dụng thì chúng ta nên mạnh dạn loại bỏ cái thuốc đi, chứ chúng ta không nên tiếc. Tại vì khi mà thuốc hết hạn sử dụng thì nó có rất nhiều những cái tác dụng phụ xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người nghĩ rằng chỉ trong mùa đông thời tiết lạnh mới có nguy cơ gây viêm phổi ở trẻ em. Tuy nhiên, đây là nhận thức sai lầm và chủ quan, nên nhiều người ít chú ý đến biểu hiện bệnh của trẻ, khiến nhiều trường hợp khi đến viện đã trong tình trạng nguy kịch. Vậy những yếu tố nào trong mùa hè đã khiến cho trẻ bị viêm phổi và làm thế nào để phòng tránh bệnh viêm phổi trong mùa hè cho trẻ? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Nga, phó trưởng khoa khoa nội nhi Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên để phòng tránh bệnh viêm phổi ở trẻ trong mùa hè. Thưa bác sĩ, tại sao trong mùa hè trẻ lại dễ bị viêm phổi? Thường thì chúng ta nghĩ rằng viêm phổi chỉ có ở mùa đông hoặc là những cái thời điểm giao mùa ấy. Nhưng mà thực tế là mùa hè cũng có cái tỷ lệ trẻ viêm phổi cũng khá cao. Và nguyên nhân gây viêm phổi mùa hè thường là vi khuẩn. Nó khác so với nguyên nhân gây viêm phổi ở mùa đông. Đối với cái vi khuẩn gây viêm phổi thì mỗi một lứa tuổi thì lại có một cái tỷ lệ trẻ viêm phổi do các vi khuẩn khác nhau. Những cái yếu tố mà dễ gây ra viêm phổi ở trẻ em, đặc biệt là mùa hè ấy, thì nhất là do chuyển sang thời tiết. Thời tiết nắng nóng này thì thường các bà mẹ hay cho trẻ em ăn những cái đồ ăn lạnh dễ gây viêm họng, viêm amidan thì cũng là một yếu tố nguy cơ để gây ra viêm phổi. Hoặc là những cái trẻ mà không tiêm phòng được đủ các mũi vaccine của đường hô hấp thì cũng là yếu tố gây ra bệnh. Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi là cháu bị viêm phổi thì có những biểu hiện nào? Triệu chứng của viêm phổi thì cũng giống như các bệnh lý viêm đường hô hấp khác. Tuy nhiên là có một số những cái dấu hiệu nặng mà chúng ta phải lưu ý. Thứ nhất là nó cũng có những cái triệu chứng ho, khò khè và có thể sốt hoặc không sốt. Tuy nhiên là phải để ý những cái dấu hiệu thở nhanh hoặc là có sự co rút lồng ngực đối với những cái trẻ nhỏ. Khi thở nhanh thì chúng ta sẽ đếm tần số thở của trẻ theo cái lứa tuổi. Nếu mà tần số thở của trẻ mà cao hơn so với nhịp thở sinh lý thì đã là một dấu hiệu bất thường. Hai là các bà mẹ có thể để ý cái phần dưới lồng ngực của các bé, nếu mà có sự lõm vào khi bệnh nhân hít vào thì tức là người ta gọi là đấy dấu hiệu rút lõm lồng ngực. Thì những cái dấu hiệu đấy nó thể hiện là bệnh nhân đang viêm phổi và có những dấu hiệu nặng. Hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân tím tái thì các mẹ có thể nhìn môi, xung quanh môi của trẻ hoặc là các đầu ngón chân ngón tay, nếu mà có biểu hiện tím thì phải đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám. Xin hỏi bác sĩ, làm thế nào để phòng tránh bệnh viêm phổi cho trẻ? Muốn phòng tránh viêm phổi thì cũng như phòng các bệnh lý hô hấp khác thôi. Thứ nhất là mình vệ sinh cá nhân. Đối với trẻ nhỏ mình có thể là nhỏ nước muối sinh lý hàng ngày. Đối với trẻ lớn thì mình có thể hướng dẫn trẻ đánh răng miệng, vệ sinh răng miệng tốt. Thứ hai là chỗ ở, phòng ở thì phải sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè. Đấy. Và hạn chế bụi bẩn ô nhiễm. Về dinh dưỡng thì khuyến cáo các bà mẹ nên nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu. Nếu có điều kiện thì mình sẽ kéo dài nuôi con bằng trong vòng 2 năm đầu đời. Và chế độ ăn dặm phù hợp với từng lứa tuổi.
Đấy, ăn nhiều đồ ăn, không ăn những đồ ăn lạnh, đặc biệt là những đồ ăn để lâu trong tủ lạnh. Và nếu mà cho trẻ nằm điều hòa thì chúng ta nên để nhiệt độ trong phòng khoảng trên 25 độ C. Và hạn chế không cho trẻ đi ra vào khi mà phòng có điều hòa. Tiêm phòng vaccine đầy đủ cho trẻ. Và một khi mà phát hiện ra trẻ có những cái dấu hiệu ví dụ như là sốt cao trên 39 độ, hoặc là khó thở, tím tái, bỏ bú thì phải đến cơ sở y tế, và đặc biệt là đến cái cơ sở y tế nào có bác sĩ chuyên khoa nhi thăm khám, không tự ý mua thuốc cho trẻ. Vaccine phòng COVID-19 là loại vaccine mới. Trước thông tin về những phản ứng phụ của loại vaccine này, rất nhiều người đã tỏ ra lo lắng, e ngại, thậm chí là bày tỏ bài xích vaccine. Song thực tế, hơn 2.500 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại tỉnh Hưng Yên cho lực lượng phòng chống dịch tuyến đầu đến nay vẫn an toàn. Câu chuyện ngay sau đây về những người thực hiện mũi tiêm đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên sẽ giúp quý vị và các bạn yên tâm khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Sau gần một tháng được tiêm vaccine phòng COVID-19, điều dưỡng trưởng Nguyễn Thủy Trang, khoa ngoại hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên làm việc với tinh thần phấn chấn tự tin và có phần yên tâm hơn. Tôi là người đầu tiên được tiêm mũi vaccine COVID đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Khi mà tìm hiểu kỹ về vaccine và biết rằng là tiêm vào thì khả năng chống lại dịch bệnh rất là tốt, thì mình lại làm trong ngành y tế là tuyến đầu chống dịch thì mình nên tiêm để bảo vệ sức khỏe của mình, thì tôi cảm thấy rất là tự tin. Và tiêm mũi vaccine này thì tiêm xong thì những 30 phút đầu tiên thì tôi không có biểu hiện gì cả, và những ngày sau thì sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường và tôi vẫn đi làm như bình thường, như những ngày bình thường khác. Thì tôi cũng có thể là sức khỏe của tôi sau khi tiêm là tôi cảm thấy là tự tin hơn và tôi cảm thấy yên tâm hơn khi chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Còn đối với điều dưỡng trưởng Phạm Thị Hồng Nhung, khu vực cách ly phòng COVID-19, Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên, sự lo lắng trước khi tiêm và sau tiêm hiện nay đã không còn, mà thay vào đó là sự yên tâm về sức khỏe của mình và sự tự tin tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Tôi đã được tiêm cái mũi vaccine phòng COVID-19 cách đây 3 tuần. Hiện tại thì tôi thấy sức khỏe rất là ổn định. Trước khi tiêm thì cũng rất là lo lắng về cái việc phản ứng phụ của vaccine. Tuy nhiên thì sau khi tiêm thì cũng có xảy ra phản ứng, nhưng các phản ứng đấy đều nằm trong khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Và nó cũng chỉ xảy ra nhẹ nhàng, sau khoảng 2 ngày thì sẽ hết các phản ứng như là sốt này, hoặc là đau nhức mỏi người, rồi sưng đau tại vết tiêm. Tuy nhiên thì sau khi tiêm thì thấy ổn định hơn, sức khỏe đã ổn định rồi và bây giờ thì cảm giác là yên tâm hơn trong quá trình công tác. Theo tổng hợp của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến nay tỉnh Hưng Yên cơ bản hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021. Những mũi tiêm đầu tiên đã dành cho những người thuộc đối tượng ưu tiên tuyến đầu phòng chống dịch. Vaccine phòng COVID-19 là loại vaccine mới, do vậy việc bảo đảm an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu, công tác tổ chức tiêm được thực hiện thận trọng. Hiện tại theo cái đánh giá của cái ban chỉ đạo trong cái đợt tiêm chủng COVID-19 đợt này ở tỉnh Yên là chúng tôi đã tiêm được đến thời điểm này là tiêm được 2.762 trường hợp và cũng không có cái trường hợp nào mà có những các cái phản ứng nặng, cũng chỉ sau coi như 24 giờ là các cái triệu chứng đấy hết. Theo cái kế hoạch đến năm 2022 thì khi Việt Nam có được đủ 157 triệu liều vaccine theo cái thông báo của chính phủ thì lúc đấy chúng ta sẽ tiêm diện rộng ra cộng đồng. Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất cũng như là các nhà chuyên môn thì việc tiêm vaccine là cần thiết, là chúng ta phải tiêm để đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch. Phản ứng sau tiêm là một phần của tiêm chủng, bởi đó là cơ chế mà cơ thể đáp ứng lại khi gặp đối tượng lạ, mà cũng nhờ đó ta có được miễn dịch. Nếu chúng ta hiểu rõ về bản chất, sẵn sàng đáp ứng và đáp ứng kịp thời thì sẽ không bị gián đoạn tiêm chủng cũng như gián đoạn mọi sự nỗ lực hướng tới trạng thái bình thường mới đúng nghĩa. Cuộc sống trở lại sôi động như trước đây. Việt Nam đã qua bao ngày mong chờ có được những liều đầu tiên vaccine phòng COVID-19 và cho đến giờ vaccine vẫn là giải pháp tốt nhất để vượt qua cơn khủng hoảng của đại dịch này. Chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình bất cứ lúc nào trên Hưng Yên TV Go và hãy đặt câu hỏi về sức khỏe gửi cho chúng tôi theo địa chỉ Phòng Khoa giáo Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên 164 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Email cskhitv@gmail.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau vào lúc 18:30 thứ hai hàng tuần.